Alo. Dạ xin chào, cho hỏi có phải cô Tiết Sam Sam không? Đây là bệnh viện Thượng Bắc. Mời cô tới khoa phụ sản của bệnh viện ngay bây giờ. Taxi đang đợi ở dưới nhà cô đó. Chuyện gì vậy? Đây là Thượng Hải mà. Ba mẹ thì đều ở dưới quê. Ai vậy ta? Ai ở bệnh viện chứ? Khoa phụ sản. Ôi, là ai đây? Cô là Tiết Sam Sam hả? Phải. Được rồi, ngồi chắc nha. Hả? Không đúng, không đúng. Cô không phải Tiết Sam Sam sao? Không, phải. Là tôi, anh tập trung lái xe đi, đừng có để ý tôi làm gì nữa. Cô Tiết Sam Sam phải không ạ? Dạ, đi theo tôi. Tiết đến rồi ạ. Tiết tiểu thư, cô Tiết Sam Sam tiểu thư, lần này nhất định con phải cứu lấy vợ tôi. Chỉ có cô mới có thể cứu cô ấy thôi. Xin cô hãy giúp tôi. Anh, cô hãy làm ơn anh. Làm tôi đau quá đó. Tất cả trong cài dầu cô đó. Ngôn Thanh, buông cô ấy ra. Mong cô hãy giúp dạ. tôi. Tiết Sam Sam, nhóm máu AB HR âm tính. Em gái tôi có cùng nhóm máu với cô. Con bé vừa vào phòng phẫu thuật, nhưng ngân hàng máu trong bệnh viện không đủ. Tôi rất cần cô giúp đỡ. Cô có thể hiến máu được không? Tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Nhưng mà tôi có thể hỏi một câu có được không? Cô cứ nói. Tại sao các anh biết tôi mà liên lạc vậy? Còn nữa, anh là ai? Tiết tiểu thư. Hả? Cô là nhân viên tập đoàn Phong Đăng có đúng vậy không? Lẽ nào trong quá trình thử việc cô không học quá trình hình thành tập đoàn và cô không tự mình tìm hiểu sao? Xin giới thiệu với cô, đây là chủ tịch Phong của chúng ta đó. Phong Đăng. Chủ tịch sao? Xin chào chủ tịch. Tôi là Trịnh Kỳ, bộ phận nghiên cứu. Chắc cô đã nghe qua rồi hả? Trịnh Kỳ. Kỳ sói. Giới thiệu thêm với cô, vị này ở bộ phận đầu tư, tổng giám đốc Ngôn Thanh, là em rể của chủ tịch chúng ta. Tiết tiểu thư, mong cô giúp đỡ. Xin hỏi vị nào là người đi hiến máu? Là tôi. Xin mời đi theo tôi. Đừng có lo, yên tâm đi. Bây giờ cô hãy nghỉ ngơi đi, nếu không thấy có gì khác thường thì có thể xuất viện được rồi. Dạ được, cảm ơn cô. Tiết tiểu thư, nửa đêm làm phiền cô như vậy thật là ngại quá. Sao rồi, cô có mệt không vậy? Dạ không mệt, tôi khỏe mà. Ngày mai cô phải đi làm rồi, công ty cho cô nghỉ một ngày. Cho nên tối hôm nay cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi nha. Nhưng mà ở chỗ này mắc lắm đó. Tiền thì cô không cần phải lo đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi thôi. Cô cũng đã hiến nhiều máu như vậy, nhà họ Phong sao có thể ngược đãi đại ân nhân của mình được chứ. Vậy cô nghỉ đi nha, tôi phải đi đây. Cô có cần tôi chỉnh máy lạnh nhỏ hơn một chút không? Dạ không cần đâu. Cảm ơn anh. Đi tôi về nha. Ngôn Thanh, Phong về sao rồi? Hai mẹ con đều bình an. Thật sao? Được vậy. Tốt quá rồi. Ngôn tổng à, chúc mừng anh. Nghe nói hai mẹ con được bình an. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi mà, không có gì đâu, giúp được mọi người tôi cảm thấy rất nếu vui. Như lần này không có cô tôi không biết phải làm sao nữa. Phải rồi, tôi muốn tặng cho bà xã anh cái này. Người nhóm máu AB như tôi sợ nhất là xảy ra tai nạn. Tôi từ nhỏ qua đường đều phải cẩn thận. Nếu lỡ như xảy ra tai nạn bất ngờ thì phiền lắm đó. Cái này là của mẹ tôi làm cho tôi. Là gì vậy? Nè, anh nhìn đi, bên trong có một tờ giấy, trong đó có chiếc nhóm máu của bà xã anh và có luôn số điện thoại để tiện liên lạc nữa. Chú đáo quá. Anh hãy dặn vợ anh lúc nào cũng phải mang theo bên người. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không, cái này tôi không nhận được vì nó rất quý giá đối với cô. Không được, anh cần mà không, anh nhận đi. Tôi không nhận đâu. Để mẹ tôi làm cho tôi một cái khác là được rồi. Tôi tuyệt đối không thể nhận được. Anh cứ nhận đi. Phong Nguyệt coi cậu. Cảm ơn cô nhiều. Tôi vào trong đi. Cô Tiết, cảm ơn cô. Không cần cái sao. Cô còn việc gì nữa không? Hả? Tôi không có gì. Tôi không cần việc gì nữa. Tôi đi đây.
thì tận tình đưa đón. Khi xong rồi giống y như là thang máy trong trung tâm thương mại. Trước khi bạn mua đồ thì cửa lớn rộng mở đón bạn. Đợi khi bạn mua đồ xong rồi thì tự mà đi bộ xuống. Chủ tịch, vị chủ tịch này cũng đẹp trai đó chứ. Đây chính là vị chủ tịch đẹp trai giàu có trong truyền thuyết sao? Lâu nay mình cứ tưởng là chủ tịch chắc là một ông già nghiêm túc lắm đó. Vào công ty lâu như vậy mà cũng không biết mặt mũi chủ tịch là như thế nào. Hôm nay lại gặp được anh ta ở bệnh viện trong trường hợp thật kỳ lạ. Nhìn dáng vẻ bề ngoài cao to và lạnh lùng của anh ta chắc chắn là rất khó gần. Không quan tâm nữa, bây giờ mình phải ngủ một giấc cho khỏe. Thật ra tôi vào làm việc ở Phong Đằng chưa đến một tháng. Tôi chỉ mới trải qua 1/3 thời gian thử việc. 5 ngày trước, lần đầu tiên trong đời tôi đối mặt với việc tổng kết cuối tháng của công ty. Các bạn nhân viên, tuần tới chúng ta sẽ có một buổi báo cáo. 5 ngày này mọi người vất vả một chút. Dạ. Sam, nhập hết chỗ dữ liệu này đi. Còn đây là tài liệu thu chi, tiền cô đối chiếu lại rồi đưa cho thường quy giùm tôi nha. Cảm ơn nhiều. Đây chính là báo cáo cuối tháng của tập đoàn sao? Hồ sơ rất cao như núi, một mình làm sao sửa? Tôi chỉ là trợ lý của một bộ phận nhỏ. Phòng của chúng tôi cũng